người con trai vì để trả nợ cho người mẹ cờ bạc, đã đến nhà máy xử lý rác thải trong thôn làm việc. Không ngờ rằng ở đây ẩn chứa vô số những tội ác đen tối, che giấu sự dối trá và tham lam của con người. Chào mừng các bạn đến với kênh review phim bộ. Hôm nay mang đến cho các bạn bộ phim hồi hộp kịch tính, Ngôi làng, Aru tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cho một điếu thuốc bình tĩnh lại tâm trạng. Sau đó đến nhà máy rác làm việc, bởi vì một số chuyện trong quá khứ, anh ấy luôn bị đồng nghiệp coi thường. Con trai của trưởng làng còn lấy đó làm niềm vui, khiến cho anh ấy và đồng nghiệp đánh nhau, còn dùng điện thoại để quay video lại. Ryuta vừa mới đến đây, không hiểu tại sao Aru lại không phản công lại. Nếu là anh ấy nhất định sẽ không nhịn như vậy. Không nhịn được thì cũng có cách gì chứ. Ai bảo mẹ anh ấy nợ bọn họ nhiều như vậy, anh ấy buộc phải làm việc để trả nợ. Bộ dạng của con trai đã như vậy rồi, nhưng mẹ anh ấy không hề quan tâm, chỉ biết xin tiền của Aru với lý do hết sức nực cười. Cái gì mà chỉ cần nuôi một bà già mà tiền cũng không có. Aru không muốn nói nhiều lời với mẹ, liền bức cho bà ấy một ít tiền, sau đó đi vào phòng chơi game. Lúc này anh nhận được một cuộc gọi, Aru liền vội vàng đến bãi xử lý rác. Hóa ra Masaru dẫn đến hai chiếc xe tải chở rác thải công nghiệp đang chôn lấp chất thải ô nhiễm tại bãi rác. Làm như vậy không những có thể kiếm một số tiền lớn, mà những người làm công như Aru cũng sẽ nhận được thêm ít thù lao. Con trai trưởng làng với tư cách là quản lý của bãi rác, tất nhiên cũng sẽ có mặt ở hiện trường. Nhưng anh ta có một thói quen xấu, dù làm chuyện gì cũng đều quay video lại. Tên Masaru chuyện gì cũng dám làm, tiền bẩn nào cũng dám kiếm. Không chỉ nhận rác gây ô nhiễm còn cho vay nặng lãi. Số tiền của mẹ Aru nợ đều là vay từ hắn ta. Lúc giả tiền cho nhân công nhân, Masaru đã cố ý nhắc đến mẹ của Aru, bảo mẹ của anh ấy đừng chơi bạc nữa. Nếu còn chơi nữa, cả đời này Aru cũng đừng mơ rời khỏi được ngôi làng này. Aru hiểu đạo lý, nhưng mẹ của anh không nghe lời khuyên. Anh ấy lại không thể bỏ rơi mẹ mình. Hôm sau nhà máy rác có người mới đến, là bạn lúc nhỏ của Aru tên là Misaki. Lần này Misaki quay về, chủ yếu phụ trách về công tác tuyên truyền. Toru con trai trưởng làng đề nghị tổ chức một bữa tiệc để chào mừng Misaki. Trong bữa tiệc, Aru bị Toru ép uống rượu. Những người khác cũng không ai giúp anh, chỉ có Misaki đứng ra. Aru không muốn trở thành kẻ hèn nhát, liền lấy một hơi uống hết cốc rượu. Misaki tò mò tại sao Aru vẫn ở lại làng. Dựa vào tình hình trước kia của anh có rất nhiều sự lựa chọn. Điều này Aru không muốn nói ra, chỉ để lại cho Misaki một bóng lưng. Mẹ của Aru không biết hối cải, chơi máy đánh bạc trong arcade, thậm chí còn bắt tay với người khác, làm kinh động đến cả cảnh sát, khiến cho Aru phải đến bảo lãnh. Cảnh sát viên thấy Aru thật thà. Sau khi đưa mẹ của Aru về nhà, hai người liền đi gặp Misaki. Cảnh sát Kokichi ở trong làng dạy kịch năng. Misaki và Aru đều là học sinh của ông ấy. Ba người vừa gặp mặt, Kokichi và Misaki đã múa một đoạn kịch năng cùng nhau. Hiện tại người học môn này rất ít, ngay cả người ở trong làng cũng vậy. Sau khi tụ tập với hai người kia xong, Kokichi quay về nhà. Người mẹ bị bệnh nằm trên giường. Người anh trai là trưởng làng đang chăm sóc mẹ. Tài chính trong làng rất eo hẹp, nhưng may sao có trợ cấp của nhà máy rác, họ mới có thể miễn cưỡng tồn tại được. Buổi tối, Aru vẫn đi chôn rác như thường. Làm xong việc, anh ấy lết cái thân xác mệt mỏi về nhà. Anh ấy đã chịu đựng cuộc sống này đủ rồi, nằm trên mặt đất và khóc lớn. Mẹ của Aru nghe thấy tiếng khóc, chỉ khẽ thở dài một hơi. Không lâu sau, trong làng bắt đầu biểu diễn kịch năng. Aru và Misaki cũng đến xem. Người trong làng đều chỉ trỏ Aru, thậm chí còn không muốn ngồi cùng với Aru. Misaki dẫn Aru đến cùng xem kịch năng, là hy vọng Aru có thể đối mặt với nội tâm của chính mình. Nhìn thấy kịch năng được biểu diễn trên khán đài, một số mảnh vỡ ký ức thoáng qua trong tâm trí của Aru. Không biết là nơi nào, dường như đang chìm trong biển lửa. Aru bừng tỉnh lại sau cơn ác mộng, một tiếng gõ cửa truyền đến. Masaru lại tìm đến đòi nợ. Mẹ của anh lợi dụng lúc Aru không chú ý, lại đã tiếp tục vay tên Masaru 3.000 yên Nhật. Số tiền này mẹ của Aru cả đời này cũng không thể trả hết được. Masaru đến tận cửa để đòi nợ, Aru chỉ có thể hứa rằng sẽ cố gắng nhanh chóng trả nợ. Nhìn người mẹ già trước mắt mình, Aru vô cùng bất lực. Nhưng anh ấy lại không có bất kỳ cách nào, chỉ có thể tiếp tục làm việc kiếm tiền trả nợ. Ngày hôm sau, Aru vừa tan làm đã bị Misaki gọi đến. Vì để mọi người quen thuộc hơn với nơi này, lãnh đạo đã sắp xếp một chuyến tham quan cho trẻ em. Misaki hy vọng Aru có thể làm người hướng dẫn. Xét cho cùng, Aru trước kia cũng rất biết nói chuyện, đối phó với đám trẻ con cũng trở nên dễ dàng hơn. Toru không đồng ý lời đề nghị này. Aru là con trai của tội phạm, nếu như để cho bên ngoài biết được sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhưng đối với Misaki nhìn nhận, chuyện quá khứ không quan trọng chút nào. Quan trọng nhất chính là tương lai. Aru không quan tâm đến hai người họ, đã trực tiếp quay người rời đi. Misaki liền đuổi theo, muốn Aru đưa cô ấy về nhà. Lấy chiếc mặt nạ quý giá đã cất giữ an ủi Aru. Mặt nạ có thể xoa dịu tâm hồn, nhưng Misaki hy vọng mỗi lần Aru gặp chuyện phiền lòng có thể đeo chiếc mặt nạ lên, chữa lành vết thương ở trong lòng mình. Cuối cùng Misaki lấy ra bản kế hoạch hy vọng Aru có thể làm người hướng dẫn. Aru vẫn không muốn đồng ý, anh ấy cảm thấy tôi nói đúng. Chuyện của bố anh ấy Misaki không phải là không biết. Đây chính là nguyên nhân Misaki chọn anh ấy. Anh ấy không làm ra chuyện gì, càng không nhất thiết phải nhận bất kỳ hậu quả nào. Nghe thấy những lời của Misaki,
Azu khóc không lên tiếng. Từ khi bố anh qua đời, anh chưa từng nhận được cảm giác được quan tâm như vậy. Những lời của Misaki đã khiến anh hoàn toàn gục ngã. Hai người rất nhanh đã ngủ cùng với nhau. Aru đã thức cả đêm, có được sự ủng hộ của Misaki. Anh ấy đã quyết định làm người hướng dẫn, dẫn đám trẻ tham quan nhà máy. Sự thật đã chứng minh con mắt nhìn người của Misaki không sai. Azu rất được đám trẻ yêu quý. Từ sau khi Azu được Misaki thăng chức, Ryuta đã trở thành mục tiêu chút bầu tâm sự của đám công nhân. Sự việc phát sinh trên người của anh ấy, Ryuta lúc này mới hiểu ra tại sao Azu từ trước đến giờ đều không phản kích lại. Nhìn thấy Ryuta người đầy những vết thương, Aru cũng cảm thấy rất bất lực. Đám trẻ tiểu học tham quan vô cùng thành công. Rất nhiều trường học cũng tiếp tục tiến hành muốn tham quan nhà máy. Lịch trình cho tháng tới cũng đã đầy. Thôn trưởng chuẩn bị làm phim truyền hình, quảng bá thật tốt làng Hạ Môn đến mọi người. Tất nhiên người giới thiệu không ai khác chính là Azu. Người trong làng liền có ý kiến Aru không nên tham gia tuyên truyền, bởi vì anh ấy là con trai của tội phạm, không thể để anh ấy lên truyền hình đại biểu cả làng. Thôn trưởng giải thích nguyên nhân cho mọi người biết, chỉ khi để Azu lên truyền hình mới có thể chứng minh làng của bọn họ luôn là nơi trú ẩn cho những người có cuộc sống không suôn sẻ, tạo nên một hình tượng đẹp về ngôi làng. Cứ như vậy, Azu đã trở thành tuyên truyền viên cho cả làng. Tuần sau sẽ dẫn đài truyền hình đi tham quan nhà máy. Vì để an toàn cho lần gặp mặt này, thôn trưởng đã cho anh ấy tạm ngừng công việc buổi tối, đồng thời cổ vũ anh thời khắc thay đổi cuộc sống đã đến rồi. Anh ấy phải dùng hành động để chứng minh bản thân mình. Thời gian sau đó, Aru dẫn người của đài truyền hình đi tham quan cả nhà máy. Nhìn thấy Azu càng ngày càng nổi tiếng, trong lòng Toru liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Buổi tối hắn ta đã đến nhà Misaki cho cô ấy xem một đoạn video. Chính là video Aru trôn lấp chất thải gây ô nhiễm độc hại. Toru đã lên tiếng một chút. Không phải là hắn ta ép Azu làm, mà là Azu tự động đến tìm hắn. Điều này đã đủ chứng minh Aru đang phạm tội. Hắn ta cảm thấy Misaki thích Aru. Vì vậy, muốn cô ấy thấy bản thân mình trên người của Azu. Anh ta từng nghe bố mình nói Misaki từ chức ở thành phố là bởi vì cô ấy mắc bệnh tâm thần. Nói rồi liền động tay động chân với Misaki, còn lấy điện thoại ra quay video lại. May mắn thay Azu kịp thời đi đến, mới có thể ngăn Toru lại. Nhưng Azu vẫn bị Toru đánh trong một trận. Hắn ta chiếm ưu thế, thề sẽ không ngừng tay cho đến khi đánh chết Azu. Ngày hôm sau, Azu đã đi làm như bình thường. Bộ dạng mặt sưng tấy của anh khiến cho trưởng thôn bị dọa sợ. Hôm nay có cảnh quay với bộ dạng này làm sao có thể lên truyền hình. Chỉ có thể dặn dò nhân viên trang điểm che giấu đi hết mức có thể. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Aru bắt đầu tiến hành thuyết minh. Người trong làng vô cùng quan tâm, tất cả bọn họ đều di chuyển đến trước chiếc TV nhỏ. Xem Azu giới thiệu bản thân, rất nhiều khách lại cùng đứng đón xem. Trưởng thôn gần đây bận nhiều chuyện trong làng, không để ý Toru con trai ông ấy đã đi đâu rồi. Cảnh sát cũng không muốn quan tâm đến hắn ta vì Toru luôn thích gây chuyện phiền phức. Vì vậy xảy ra chuyện này cũng không khiến anh ấy bất ngờ. Em trai của Misaki cũng đi đến nhà máy làm việc. Hôm nay, khi anh ấy đang dọn bãi rác, đã phát hiện ra chất thải gây ô nhiễm được chôn lấp. Trưởng làng đã kiểm tra chất lượng nước gần đó, kết quả đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chuyện này nếu như bị đồn ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng lớn đến ngôi làng này. Tuyên truyền của Azu trong thời gian này cũng coi như phí công uổng sức rồi. Vì vậy, trưởng làng đã giao chuyện này cho Azu xử lý. Không đợi Azu tìm được cách xử lý, em trai của Misaki đã tìm đến cảnh sát Kokichi, mang chuyện chất thải ô nhiễm nói ra toàn bộ. Buổi tối, Kokichi dẫn cảnh sát đến bãi xử lý rác, bắt lấy công nhân đang tiến hành làm việc ở hiện trường. Azu nghe thấy tình hình, liền lập tức đến nhà máy, đối mặt với những lời chất vấn của cảnh sát. Azu liền biểu hiện không biết gì cả. Trưởng làng cũng giả bộ như vô tội. Chuyện này là do em trai của Misaki báo cáo, nên tuyên dương anh ta. Khi phóng viên muốn em trai của Misaki nói mấy câu, Azu liền vội vàng cắt ngang. Sau đó, cảnh sát quay về nhà. Bọn họ đã có được một manh mối, có liên quan đến sự mất tích của con trai trưởng làng. Nhà máy rắc xảy ra chuyện lớn như vậy, trưởng thôn không có tâm trí nào quan tâm đến con trai. Đồng thời lúc này Masaru hẹn Azu gặp mặt. Từ trước đến nay hợp tác với Toru chưa từng xuất hiện tình hình này. Hiện tại chuyện chôn rác thải ô nhiễm đã bị phát hiện. Lần gặp mặt này là để cảnh cáo Azu, bảo anh ấy nên xử lý tốt chuyện này. Nếu như dám bán đứng, anh ta sẽ lấy mạng Azu. Ngày hôm sau, phía cảnh sát trong khi đào đống rác bị ô nhiễm, đột nhiên đã phát hiện ra một thi thể. Không là ai hết, chính là người mất tích Toru. Aru sau khi nhìn thấy kinh hoàng không thôi, liền đến phòng thay đồ bình tĩnh lại tâm trạng. Keiichi đột nhiên đi đến, anh ấy biết Azu đã cứu chị mình nên đã không nói linh tinh ra ngoài. Nhìn thấy em trai Keiichi thật thà, Aru đột nhiên nghĩ ra cách dẫn Keiichi cùng tham gia buổi họp báo. Muốn Keiichi nói với phóng viên chuyện này, chính là chuyện tên Toru đã làm chuyện xấu xa, sau đó bị đám người xấu bắt được. Keiichi vô cùng thật thà, anh ấy không nhìn thấy chuyện này làm sao có thể nói chuyện với phóng viên. Hơn nữa anh ấy cũng không thích nói dối. Nói rồi liền chuẩn bị nhảy xuống xe, vô tình tông vào một gốc cây bên đường. Azu không bị vấn đề gì, nhưng Keiichi đã bị ngất đi. Tình trạng nhà máy xử lý rác chôn cất chất thải ô nhiễm đã dậy sóng. Lần này lại đào được một thi thể, tiếng tăm của cả làng coi như cũng tiêu hủy theo. Keiichi được cấp cứu kịp thời đã thoát được cơn nguy hiểm, nhưng vẫn bị chìm trong hôn mê. Misaki chuẩn bị đi tự thú nhưng đã bị Azu ngăn lại. Đồng thời lúc này, cảnh sát cũng tìm thấy một số tấm ảnh trong điện thoại của Toru và còn có cả video tên Toru xâm phạm Misaki.
Kokichi tức giận không thôi lập tức chạy về nhà. Aru bước đi trên đường lớn, nhớ về chuyện buổi tối ngày hôm đó xảy ra. Chính vào lúc tên Toru ra tay định giết chết anh, Misaki đã dùng một con dao đâm vào cổ của hắn ta. Bởi vì mất máu quá nhiều hắn ta đã chết ngay tại chỗ. Aru và Misaki đã lái xe mang thi thể đến bãi xử lý rác. Aru kéo thân thể mệt mỏi đến giải thích tình hình cho trưởng làng biết. Trưởng thôn không hề trách Aru, cảnh sát Kokichi đã từng nói với ông ấy. Trong điện thoại của Toru có rất nhiều video và ảnh chụp. Trong đó còn có những tấm ảnh Aru làm chuyện phi pháp. Cũng có một lượng lớn video phạm tội của Toru. Đến đây, trưởng thôn đã biết được cái chết của Toru là từ đâu mà ra. Thực ra, trưởng thôn sớm đã dự đoán được sẽ có ngày hôm nay. Những gì Toru làm ông ấy đều biết hết. Hơn nữa còn đã giúp Toru che giấu không ít chuyện rồi. Hiện tại không còn gánh nặng này của Toru nữa. Trưởng làng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc này Aru hiểu ra cái chết của bố mình cũng thấy nhẹ nhõm thoải mái như vậy. Điều này trưởng làng không phủ nhận vì sự phát triển của ngôi làng này cần có sự hy sinh. Vừa hay bố của Aru lại đứng trước họng súng. Lần này, trưởng thôn muốn hy sinh Misaki, muốn Aru nói với cảnh sát. Tất cả những điều này là do Misaki làm. Aru rất tức giận, cảm thấy trưởng làng thật rắc rưởi. Hại chết bố anh ấy không nói, bây giờ còn muốn hại chết người phụ nữ của anh. Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Liền túm lấy bóp của trưởng thôn, mẹ của hắn ta nhìn thấy cảnh này cũng không nói được gì. Thậm chí còn hát lên kịch năng. Sau khi trưởng thôn ngừng thở, Aru đã lấy ra bật lửa thiêu cháy nhà của ông ta. Giống như trước kia người bố tự thiêu cháy chính mình vậy. Làm xong tất cả mọi chuyện, Aru chuẩn bị rời đi thì gặp cảnh sát Kokichi đến nơi. Nhìn thấy ngọn lửa lớn trước mắt, Aru cười chảy ra từng giọt nước mắt. Đời người chính là một giấc mộng. Anh ấy cuối cùng vẫn đi vào con đường cũ của bố mình. Sau khi Keiichi tỉnh lại, anh ấy đã thu dọn hành lý, rời xa ngôi làng thất vọng này. Trước lợi ích, cuộc sống của con người là vô giá trị. Ai cũng không biết được lĩnh hội thực sự là gì. Bởi vì chỉ có lợi ích mới quan trọng. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.